Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Những lời dạy của Chúa làm cho các môn đệ khó hiểu là vì họ chưa thực sự đón nhận thần khí của Chúa. Quả vậy, sau khi Chúa Giêsu đã đi vào cuộc thương khó, chết và sống lại, và nhất là sau khi đã nhận lãnh thần khí của Chúa, các môn đệ mới thực sự hiểu những lời ấy là Chúa nói về biến cố vượt qua của Chúa. Chúa bị giết chết, nhưng sau đó Chúa đã phục sinh và về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Tuy nhiên, để đón nhận những biến cố ấy, các môn đệ phải trải qua kinh nghiệm mà chính Chúa Giêsu đã nói trước: Các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Là những Kitô hữu bước theo đường Chúa đi, chúng ta cũng phải gặp những gian nan thử thách như các môn đệ. Chúng ta cũng phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống, với những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đời sống đức tin của chúng ta luôn bị những cám dỗ này thử thách, và nếu thực sự không có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Nhưng Chúa đã sống lại, Chúa đã chiến thắng thế gian và ma quỷ. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Hãy luôn bám vào Chúa, hãy luôn cậy dựa vào Chúa. Chúng ta sẽ đảm nhận được điều Chúa dạy: Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết luôn tín thác và cậy trông vào Chúa. Amen.